Sông Bóng Đá Hiến Thảo Sport của Bến Lức Long An theo dõi trận cầu giao hữu trong buổi tối ngày hôm nay. Cuộc so tài của cao thủ anh em FC đội bóng chủ nhà tiếp đón đại diện đến từ quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, Đại Long FC. Lấy bóng cho Chí Các Lốt. Khá tốt, Nani chuyền vào rồi. Bật nhà khá nhanh. Có cơ hội và khung thành trống. Thủ thành Nguyễn Minh vừa rồi đã băng ra và đặt tay mà đội trưởng của Đại Long đã mở tỷ số 1-0. Chúng ta không cần phải chờ quá lâu khi mà đồng hồ vừa điểm sang phút thứ 11 của trận đấu này thì tỷ số đã mở dành cho các thủ khách. Người đội trưởng của cao thủ áo vàng đã lên tiếng ở trong pha bóng này một cách rất sắc bén. Ngã rồi và tiếng còi lại cất lên một lần nữa. Ba Gạo sút xa, pha đặt lòng của Ba Gạo rất hiểm hóc, buộc thủ thành Minh Đoàn phải để bóng ra ngoài. Sẽ có đập vào góc cho cao thủ anh em từ bên cánh phải. Để nhân tiễn thanh niên Trần Lệ Trịch Gái Free này cái đã. Mới ông nội vô spam. Cơ hội rất quý hiểm. 2-0 rồi. 2-0 dành cho cao thủ Đại Long FC. Quá tốt. Và đó là cầu thủ ghi bàn số 21, Phước Ti, người xuất phát ở trong trận cầu này đến từ băng ghế dự bị. Như anh đã giúp cho trận cầu của Đại Long có bàn thắng thứ hai. Các cầu thủ của anh em FC đã có được bàn thắng để rút ngắn khoảng cách. Cờ ghi bàn không ai khác chính là Ba Gạo. Ba Gạo là cầu thủ mà các thủ anh em FC kỳ vọng ở trong trận đấu của mình. Ngày hôm nay thì anh cũng đã thể hiện tốt khi chính Ba Gạo là người đã mang về bàn thắng rút ngắn khoảng cách trong bối cảnh mà đội bóng của họ đã gặp khó khăn. Đạt Neymar đội trưởng trở lại cho vị trí trung vệ. Ở cánh phải đang trao cho số 20 Trường Giang vị trí hậu vệ và tiền vệ trung tâm là Hoài Messi. Bắt chính tất nhiên là vẫn là thủ thành Minh Toàn. Sút rất căng như bóng vừa leo xa ngang. Đó lại là Ba Gạo. Ba Gạo đá tiền vệ trung tâm và phía trên sẽ là Phong Bụi và Hứa Văn Cường. Ba Gạo, Hứa Phúc, Camara, sút xa. Tỷ số nâng lên là 3-1 dành cho cao thủ của Đại Long. Đó là một pha xử lý rất hiểm hóc của Camara. Bóng đi chìm và khiến cho mạng lưới của Thành Nguyễn Minh bị rung lên. Cực kỳ khó chịu trong tình huống xử lý này. Thậm chí là bóng cũng có những động tác đập đất khiến cho nó này đầy khó đoán. Lại một lần nữa các vị khách trong buổi tối ngày hôm nay tại Hiếu Thảo Sport thiết lập lại trạng thái dẫn trước 2 bàn. Ở tại Phủ Long An thì những tình huống mà dùng âm thanh để uy hiếp đối phương sẽ bị bắt lỗi ngay. Nếu dùng thông báo thì không sao. William, đây rồi. Tỷ số là 4-1 cho Đại Long FC. Một pha đánh thẳng trung lộ và lần này là tiền vệ trung tâm Hoài Messi. Nâng tỷ số lên con số 4.
một phong cách ăn mừng bàn thắng rất đặc biệt của cầu thủ Đại Long. Chúng ta đang theo dõi lại pha đột phá thẳng vào tuyến trung lộ của Huay Messi trong vòng vây của ba cầu thủ phòng ngự bên phía anh em nhưng không thể chặn được cầu thủ này. Quá xuất sắc. Thời gian còn rất nhiều. Đồng hồ mới chỉ điểm sang phút thứ 17 của hiệp đấu thứ hai thôi. Trong tổng số 40 phút. Lấy bóng dành cho Nani. Nani! 5-1 dành cho cầu thủ Đại Long. Lần này lọ lại đánh thẳng vào tuyến trung lộ. Nơi khó khăn nhất thì nó lại là điểm yếu của cầu thủ anh em. Không phải đánh cánh mà sẵn sàng quét thẳng vào tuyến trung lộ. Đó là cách mà cầu thủ Đại Long đang thể hiện rất tự tin vào lúc này. Lần này người ghi bàn đó là cầu thủ Mao số 10 của cầu thủ Đại Long. Nâng tỷ số lên là 5-1. Người ghi bàn là Nani. Và sau khi Nani ghi bàn, Huy Hoàng bị bắt bài rồi. Nani, đối mặt Nani không chiến thắng được Nguyễn Minh ở pha bóng này. Sẽ chỉ có đá phạt góc dành cho Nani và các đồng đội mà thôi. Cũng phải dành lời khen ngợi dành cho Nguyễn Minh. Tài bún. Thành Phú Tùng. Mất bóng rồi. Phương Ti. Phối hợp rất nhịp nhàng và khoảng trống ở phía trước. Tỷ số là 6-1 và cú đúp dành cho Phương Ti. Bàn thắng nó thấy sự nhịp nhàng giữa Phước Tì và Nani. Lần này thì ghi bàn rất thuyết phục. Phước Tì là lấy được bóng và chuyền sang cánh trái rất sâu. Phần còn lại. Tài bún. Chân trái. Cơ hội. Xuất sắc dành cho Minh Toàn. Pha đổ người bắt bài của mình của Tuyên Nhuông. Đó là nhàn của Tuyên Nhuông. Hứa Văn Cường. Vẫn là Hứa Văn Cường. Xuống cấu xa. Sự tinh tế của Hứa Văn Cường giúp cho các thủ anh em có bàn thắng thứ hai rút ngắn khoảng cách. Pha bóng vừa rồi thì rất thuyết phục. Minh Toàn đã bó tay. Một pha bóng hơi khó. Mà đúng ra thì nó quá khó thiệt. Minh Toàn đã đứng khép góc ở góc gần. Nhưng với khả năng của mình thì Minh Cường vẫn có thể ở Văn Cường vẫn có thể đưa bóng vào góc xa bằng cách rất hoàn. Nguy hiểm. Ngay ở cự ly vừa rồi thì Văn Quyết cũng đưa bóng vừa sang ngang. Cú sút được tung ra và bóng đi theo biên độ thẳng lên trời. Bóng đi hơi cao và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận cầu giao hữu giữa anh em và Đại Long trong buổi tối ngày hôm nay tại sân bóng đá Hiếu Thảo Sport. Chúc mừng cầu thủ Đại Long đã có màn ra mắt tại Phủ Long An. Các trận đấu giao hữu của họ một cách rất hoàn hảo, rất ấn tượng và hy vọng sẽ sớm gặp lại họ. Và với trận thua này, các thủ anh em đã cắt đi mảnh bất bại của mình. Không sao, họ sẽ làm lại. Dù sau đó là một trận đấu giao hữu hay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi trong buổi tối ngày hôm nay. Đừng quên điểm hẹn chúng ta vào lúc 15 giờ chiều mai tại Sài Gòn League 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ tôi là anh Nhiên, cảm ơn quý vị khán giả quan tâm theo dõi và chúc mừng ngon.